Chào tất cả các bạn đến với kênh Hiểu Đi Làm Đúng. Hôm nay mình ra cái video clip test một cái tủ theo yêu cầu của một người khách ở tỉnh Bình Dương. Là anh ấy là chế cái phần cơ khí của cái máy rửa xe du lịch như là xe tải tự động. Thì anh ấy kêu mình lắp cho anh ấy một cái tủ điều khiển gồm có 8 cái motor, nó chạy luân phiên theo thời gian. Đây, thì cái mô hình của nó thì như thế này. Đấy là cái sơ lược về cái phần mà mình anh ấy gửi cái video mà yêu cầu cho mà cái quá trình rửa xe như thế đó mọi người. Đó thì mọi người thấy đó là có nôm na đó là 8 cái motor thì nó sẽ chạy luân phiên. Ví dụ như chạy tự động thì một cái motor một nó sẽ chạy chạy trước. Sau một khoảng thời gian T1 thì nó sẽ chuyển qua cái motor 2. Thì motor 2 chạy thì motor 1 tắt ha mọi người. Thì khi mà motor 1 chạy rồi nè, cái thời gian sau motor 1 tắt, cái nó chạy motor 2. Thì motor 2 thì sau một khoảng thời gian T2 sẽ tắt motor 2, bắt đầu nó chuyển qua motor 3. Motor 3 thì nó sẽ tính thời gian, thì thời gian T3. Thì sau một khoảng thời gian T3 thì motor 3 tắt, tiếp tục nó chuyển qua motor 4. Thì motor 4 chạy sau một khoảng thời gian T4 thì nó lại tiếp tục nó tắt motor 4 và nó chuyển qua motor 5. Và sau một khoảng thời gian mà T5 thì bắt đầu mà motor 5 nó tắt và nó sẽ chuyển qua motor 6. Tương tự motor 6 chạy một khoảng thời gian T6 thì motor 6 nó sẽ tắt và nó chuyển qua motor 7. Thì motor 7 nó cũng như tính thời gian T7 thì nó sẽ tắt nó chuyển qua motor 8. Motor 8. Thì motor 8 thì nó lại đảo về motor 1. Nó sẽ chạy, mình chỉ cần ấn on một lần thì nó sẽ chạy tuần hoàn như thế. Nó chạy tuần hoàn như thế. Thì nó ở đây nó có một cái timer thứ chín, đó là timer tổng nha mọi người. Timer tổng thì timer tổng này mình có thể mình điều chỉnh được, mình chỉnh bao nhiêu thì mình tùy mình ha, 10 phút hay là 20 phút gì đó thì tùy mình. Ở đây là 20 min là 20 phút ha. Còn muốn chỉnh qua giây thì mình bấm lên bấm xuống nè ha. Đây, giây. Đấy, giây nè mọi người. S là giây. Còn M là min. Ví dụ như mình chỉnh là hiện giờ tôi chạy là 2 phút. 2 phút thì nó sẽ tắt cái quá trình, đó là kết thúc quá trình. Thì đồng thời thì nó chạy bằng timer và đồng thời nó cũng có hành trình luôn ha mọi người. Ở đây nó sẽ có 8 một cái 8 cái hành trình. Đấy, 8 công tắc hành trình. Thì đây là hành trình 1. Đây, hành trình 2, hành trình 3, hành trình 4, hành trình 5, hành trình 6, hành trình 7 và hành trình 8. Thì motor 1 thì nó sẽ được lắp đặt một cái hành trình 1. Khi nào mà ví dụ như mà cái con timer 1 đó, nó bị hỏng đó, thì nó sẽ chạy tới cái hành trình này và nó ngưng. Nó sẽ đá hành trình này, nó sẽ ngưng hết mọi người để tránh hư hỏng thiết bị. Đấy là hành trình 1 là hành trình an toàn. Còn đối với cái hành trình số 2. Hành trình số 2 ha. Đối với cái hành trình số 2 thì nó là
Hành trình số 2 thì đối với hành trình số 2 thì nó vừa có cái công dụng đó là an toàn, và ví dụ như mà Hummer 2 á mà nó bị hư hỏng á thì nó sẽ đá hành trình 2 và nó tự động chuyển qua cái motor 3 luôn ha. Còn hành trình 3 thì hành trình là để chặn cái khóa an toàn, chỉ khóa an toàn thôi, có công dụng là khóa an toàn cho cái motor 3 thôi. Ví dụ như mà Hummer 3 nó hỏng thì nó chạm hành trình 3 thì nó sẽ ngưng quá trình. Còn hành trình 4 thì là nó vừa có công dụng là an toàn, vừa có công dụng là chuyển qua motor 5 luôn ha. Chuyển qua motor 5 luôn ha mọi người. Đấy. Tương tự, nghĩa là 5 7 thì nó sẽ để an toàn cho cái motor 5 và motor 7. Còn 4 8, 6 8 thì nó sẽ vừa an toàn vừa chuyển qua motor tiếp theo ha. Nghĩa là hành trình 1 3 5 7 là để khóa an toàn. Đây là cái mô hình nè mọi người. Mô hình đây, motor 1 thì nó sẽ chạy tới thì nó sẽ chạm hành trình số 1. Ví dụ như mà nó chạy hết thời gian thì nó chuyển qua motor 2. Còn nó sẽ, nếu mà nó chạm hành trình số 1 á thì nó sẽ ngắt toàn bộ. Đây, cái quá trình nó chạy như thế. 1 tới 2 3 4 5 6 7 8, nó vòng tròn như vậy. Thôi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình test tủ ha mọi người, test tủ cho mọi người xem. Đây, bây giờ ra mặt trước, mặt ngoài của cái tủ ha. Đây, mặt ngoài của cái tủ thì nó sẽ gồm có cái đèn báo nguồn và một cái nút on đó. Còn một cái công tắc này là công tắc tổng, mình bật qua trái là ở chế độ tự động còn chính giữa là off và bật qua phải là chế độ tay. Bây giờ mình để chính giữa là tắt đi ha, để mình nói. Còn đây là motor 1 thì nó sẽ gồm có một cái công tắc 3 vị trí và nút on off. Thì khi mà mình chọn về tay, chọn về tay thì mình sẽ bật mở bằng tay cái motor 1. Tương tự, đây là cũng motor 2 để bật tắt bằng tay motor 2. Khi mà mình chuyển qua tay, thì mấy cái tám cái motor này nó sẽ chạy bằng tay. Thì muốn chạy bằng tay thì cái công tắc tổng như này mình sẽ chuyển qua tay luôn. Đây, tôi bật tay. Đây, tắt. Nó không có thời gian ha. Cái này là chỉ chạy bằng tay. Đó, có hai chế độ tay và tự động. 3, 4, 5 nè, 6, 7, 8. Thì mình muốn chạy motor nào thì mình bấm lên on, và muốn tắt motor nào thì mình sẽ bấm tắt mọi người. Đấy, đó là chế độ bằng tay thì nó khá là đơn giản như vậy. Còn mình muốn chuyển qua tự động thì mình sẽ lập tức chuyển cái công tắc nguồn này qua tự động, và tám cái công tắc của tám motor thì mình sẽ chuyển qua tự động luôn. Đấy, lúc này thì mình chạy tự động thì mình sẽ ba nhấn on cái là nó sẽ chạy từng từng hoàng như vậy ha. Thì vào nói lại cái bên phần bên trong, cái hiện tại tôi cài tất cả các timer nè, timer 1 thì tôi cài 5 giây nè ha. Mình muốn bấm lên xuống nè, mình cài 5 giây, thì mình muốn bấm lên 6 giây thì mình bấm đó, nó có nắp chỉnh hết ha. Ở đây tôi chỉnh 5 giây thôi ha. 5 giây thôi. Đây, 5S là 5 giây. Còn mình muốn chỉnh qua cái gì giờ hay gì đó thì mình bấm bên đây min nè, min là phút nè ha. Thôi mình chỉnh S 5 giây thôi. Đây, 5 giây. Còn cái timer 2 là cái timer 10 giây thì mình chỉnh cái nắp đỏ nè, có cái kim đỏ nè, mình chỉnh ngay số 5. Là 5 giây. Còn đây là cái con timer, tương tự cái cách chỉnh là bấm lên xuống. Đây tôi chỉnh 5 giây luôn ha. Timer 4 cũng 5 giây luôn. Timer 5 cũng là 5 giây. Timer 6 cũng 5 giây luôn. Đây cái kim nó chỉ ngay chính giữa số 4 và số 6 là 5 giây. Đây, còn timer 7 cũng 5 giây. Rồi timer 8 và timer tổng là tôi chỉnh 2 phút nha. Thì thôi tôi sẽ quay, tôi chạy auto đúng 2 phút thì nó sẽ kết thúc quá trình cho mọi người xem. Rồi bây giờ mình ra mặt ngoài ha. Đây tôi sẽ bấm on lên, khởi động lên. Đây thì động cơ 1 chạy 5 giây. Đó, chuyển qua động cơ 2.
5 giây thì chuyển qua động cơ 3. Và 5 giây sau nó chuyển qua động cơ 4. 5 giây sau thì nó sẽ chuyển qua động cơ 5. 5 giây sau chuyển qua động cơ 6. Đấy. Thì nó cứ chạy từ từ hoạt động như vậy, tự động ha. Tám thì lại về một, chỉ cần một lần bấm on thôi thì nó sẽ chạy toàn bộ tự động hết ha mọi người. Đấy là cái nó chạy tự động vậy, nó chạy đúng 2 phút à, đúng 2 phút cái thăm tổng mình cài là 2 phút thì nó sẽ tự tắt đó. Đây là cái bản vẽ mà mình sơ lược mình vẽ nè, tuy nó có xấu thiệt nhưng mà nó mình tạm nhìn là mình có thể hiểu và mình lắp được đó, mọi người tham khảo ha. Khách yêu cầu sao thì mình làm theo yêu cầu của khách thôi. Đấy, trở về cái quá trình hoạt động của nó đi ha. Bên trong thì cái khởi nó sẽ hút, đây mọi người xem, 4 đây, chuyển qua 5, 5 bắt đầu thăm 5 nó tính thời gian, chuyển qua 6, 6 tính thời gian, chuyển qua 7, đây 7 tính thời gian, rồi chuyển qua 8 nè, khởi khởi động từ nè, rồi kết thúc 2 phút thì nó sẽ tự tắt. Đó là mình rửa xong chiếc xe du lịch rồi đó. Rồi mình chỉ lấy tiền thôi chứ không còn gì hết. Rồi giờ mình khởi động lại cái nữa, mình cho xe khác vô thì mình nhấn thì nó sẽ chạy lại tự động ha. Mạch này chạy rất là ổn mọi người. Thì do mà vì sao mà khách không yêu cầu tôi lắp cái phần động lực là ảnh giải thích là anh nói là đôi khi ảnh sử dụng động cơ 3 pha, không biết là anh mua có anh đăng ký được cái lưới điện 3 pha thì anh xài motor 3 pha, còn anh đăng ký không được thì anh xài 1 pha, cho nên anh chưa mua motor luôn. Thì anh cho nên anh không cần lắp động lực, động lực thì tự anh lắp. Đây bây giờ sẽ test hành trình cho mọi người xem luôn. Thì bây giờ hiện giờ là động cơ máy rồi, động cơ 1 đây, thì động cơ 2 nè, đang cùng động cơ 2 đang chạy. Hai cái đang chạy thì nếu mà nó sẽ chạy xong nó sẽ lướt qua hành trình 2 cái ha, lướt qua hành trình 2 cái không có không dùng. Đó 4 nè. Chuyển qua 5 nè, ha, nó đá công tắc nó vận chuyển ha. 5 qua 6. 6 thì nó sẽ chạm hành trình 6 nè. Chuyển qua 7 liền ha. Rồi 8. 8 thì cho nó chuyển qua đi, chuyển qua go 1 lại đi, nó vẫn lướt qua hành trình này một cái, không ảnh hưởng tới mạch ha. Còn ví dụ như mà đang mà chạy mà tới động cơ 3 hay gì đi, chạm hành trình 3, bắt đầu nó sẽ ngắt toàn bộ cái mạch này, không chạy nữa, ha. Không chạy nữa. Thì lúc đó chúng ta cần phải xử lý. Ha. Đó. Rồi, video mình đến đây là kết thúc ha mọi người. Xin thân ái chào tạm biệt mọi người. Nếu mọi người thấy video của mình hay thì nhớ cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh và nhớ xem video rồi để lại cái bình luận nào đó. Mọi người thấy có cần góp ý gì thì cứ góp ý để lại comment ha, để mình cùng nhau trao đổi. Xin thân ái chào tạm biệt mọi người.